Thanh Phương xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe của chương trình Thành Phố hôm nay. Và mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một thông tin khá là hấp dẫn dành cho những bạn trẻ. Nhằm khuyến khích phong trào bóng rổ tại các trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng rổ học sinh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Cup Nestle Milo. Đây là hoạt động thường niên diễn ra 10 năm nay, đặc biệt là 10 vận động viên tiêu biểu của giải sẽ đại diện Việt Nam tranh tài ở một số đấu trường chuyên nghiệp quốc tế. Hiện nay các trận bóng rổ kịch tính với vé vào cửa hoàn toàn miễn phí đang diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, phường 15, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, lúc 17 giờ 40 phút từ nay cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2015. Tiếp theo cũng sẽ là một thông tin xem miễn phí những giải thể thao thật là hấp dẫn, đó là giải bóng chuyền cúp Tứ Hùng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Giải bóng chuyền cúp Tứ Hùng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 diễn ra từ ngày hôm nay, từ ngày 17 cho đến ngày 20 tháng 10 với sự góp mặt của anh tài 4 vùng miền trên cả nước. Và đây là giải đấu để các đội chuẩn bị cho vòng 2 giải vô địch quốc gia 2015. Giải bóng chuyền cúp Tứ Hùng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 được tổ chức tại nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận với sự góp mặt của anh tài đại diện 4 vùng miền là miền Bắc là Tràng An, Ninh Bình, miền Trung là Sa Ness, Khánh Hòa, miền Tây là Sổ số Kiến Thiết, Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh là đội chủ nhà Mexico, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hai đội có điểm số cao nhất gặp nhau ở trận chung kết. Hai đội đứng thứ 3 và thứ 4 sau vòng bảng sẽ đấu phân hạng 3. Và giành chức vô địch giải đấu này sẽ nhận được tiền thưởng trị giá là 15 triệu. Ngôi Á quân giành 7,5 triệu đồng và hạng 3 là giành được 5 triệu đồng. Dù giải thưởng không cao nhưng các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng chuyền cúp Tứ Hùng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính với 4 đội tham dự đều là những đội mạnh nội dung nam ở giải vô địch quốc gia vào năm 2015. Bộ phim Người Trở Về của đạo diễn trẻ Đặng Thái Huyền được chiếu miễn phí trong 3 ngày, đó là ngày 17, 18 và ngày 19 tháng 10 tại cụm rạp phim CGV Passion Paragon. Dựa theo ý tưởng tác phẩm văn học Người Về Bến Sông Châu của nhà văn quân đội Sương Nguyệt Minh, phim kể về câu chuyện người con gái tên Bay đã chân hiến quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất cho cách mạng. Ngày trở về đoàn tụ gia đình gặp lại mối tình thề ước với Sang, cũng là ngày người yêu đi cưới vợ. Không muốn làm người phụ nữ khác đau khổ, Bay từ chối ý định cùng Sang làm lại từ đầu. Khi gặp được quan người lính trinh sát miền Nam năm xưa đã rong ruổi khắp nơi tìm kiếm và nguyện yêu thương chăm sóc mình suốt đời, Mai đồng ý lấy chồng, nhưng trớ trêu thay, đó cũng là lúc cô biết được sự thật. Vết thương thời chiến đã lấy mất của cô khả năng làm mẹ. Thưa quý vị, phim có sự tham gia của các diễn viên là Thanh Huyền, Trương Minh Quốc Thái, Phạm Tiến, Thu Thủy, Lê Thiện Tùng. Để nhận được vé miễn phí, khán giả có thể đến trực tiếp tại quầy hướng dẫn rạp CGV tầng 5 tòa nhà Passion Paragon ở số 3 Nguyễn Lương Bằng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc liên hệ qua số điện thoại để đăng ký 0854160088 hoặc là số 0932219385. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe kỳ này. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt.